Game thường được coi là một trong những công cụ giải trí hữu ích đối với đa số người dùng. Nếu xét trên tiêu chí này, Banana, tự game đa số lượng người chơi cùng thời điểm đông nhất trên Steam, chắc chắn không thể đáp ứng. Lý do rất đơn giản, khi trong Banana, các game thủ chẳng cần làm gì ngoài việc liên tục lít chuột vào màn hình đang hiển thị sẵn một quả chuối màu vàng. Nghe qua thì rất nhàm chán, nhưng chính sự nhàm chán ấy là sáng ngon một siêu phẩm bơm tấn chút vào nổi tiếng trên Steam. Tất nhiên phải có lý do đặc biệt sau màn nổi tiếng bất ngờ ấy. Cụ thể tùy theo nhân phẩm của mỗi người, khi chơi Banana, các game thủ sẽ có cơ hội nhận được những quả chuối với tạo hình khác cơ bản, hay hiểu đơn giản có thể giống với skin trong các tựa game Counter-Strike 2 vậy. Do đó sức hấp dẫn của việc có được một trong những quả chuối quý hiếm để thu hút người chơi. Banana hiện là một trong những trò chơi được chơi nhiều nhất trên Steam, với hơn 800.000 người chơi cùng lúc và hàng chục quả chuối quý hiếm trên thị trường. Theo ghi nhận, một số quả chuối đắt nhất được bán với giá lên tới 1.000 USD, hơn 25 triệu Việt Nam đồng. Một số khác có giá từ 100 USD cho đến 900 USD. Giá của những quả chuối này dao động dựa trên độ hiếm. Nhiều người có thể đặt câu hỏi, trên thực tế những quả chuối này có tác dụng gì? Trên thực tế không có gì cả. Ngoài việc có thể nói rằng bạn là chủ sở hữu đáng tự hào của một quả chuối trị giá 1.000 đô la mà có thể chỉ có một hoặc hai người khác thích nó. Cũng theo các game thủ, người chiến thắng thực sự trong bứt phá này là Valve, khi họ sẽ có doanh thu phần trăm từ mỗi giao dịch. Còn tất nhiên, Banana cho tới nay vẫn xứng đáng được coi là một tựa game vô tri, không mang ý nghĩa hay bất cứ sự giải trí nào quá thực tế, nhưng vẫn đang duy trì một lượng người chơi đông đảo.